Trước tiên, cùng với những lời chia sẻ của cha phó và như sự nhắn nhủ của ngài, chúng ta một cách chính thức được nói lên bốn chữ mừng Chúa Giáng Sinh. Con mời quý ông bà và chị em quay qua người bên trái, người bên phải, đằng trước đằng sau nói lên những chữ thương thương và chậm rãi này: mừng Chúa Giáng Sinh. Sau khi ngài thụ phong phó tế xong, thì cha Nicholas của chúng ta trở về Roma để phục vụ, học hành và phục vụ. Và cách đây hai mùa Giáng sinh, không phải Giáng sinh năm nay 2017 mà là 2015, chính tân phó tế, ngài còn là phó tế, đã phụ tế trong lễ nửa đêm với Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta trong thánh lễ Giáng sinh nửa đêm. Rồi 2016 là Giáng sinh đầu tiên của đời linh mục của ngài, nhưng vì còn đang học tại Roma cho nên chưa có về với cộng đoàn dân Chúa, và đây là thánh lễ đầu tiên với cộng đoàn dân Chúa của chúng ta, cho nên một lần nữa chúng ta chúc mừng Giáng sinh lên cha phó. Sớm một gì cũng trở thành giám mục, mà là giám mục thì mình sai bố nó chạy kịp. Và cùng với cha phó, cùng với cha Nicholas là cha phó chúng ta, với cha Ismail, cha người mẹ, và thầy Sáu Đông, cùng với sơ tươi và sơ nhà, chúng con kính chúc quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em cũng như tất cả mọi người một đêm Giáng sinh thật an bình. Và đặc biệt là chúng ta chúc nhau trong sự chậm rãi từ từ, và chúng ta noi gương Thánh Giuse để trong suy nghĩ từ từ của chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc cho những hành động chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc lành. Và trong tâm tình đó, một lần nữa con được gửi lời chúc mừng Giáng sinh và xin tri ân đến anh hùng chủ tịch cũng như các quý vị trong ban thường vụ, thường gọi là ban chấp hành, và quý chức trong hội đồng mục vụ cũng như tất cả quý thiện nguyện viên, và một cách ưu ái và chân thành đến từ trái tim của con cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp rất nhiều trong năm qua 2017 cho sự tiến triển và phồn thịnh của giáo xứ của chúng ta cũng như cộng đoàn Thánh Phêrô thân thương của chúng ta. Và bên cạnh đây, cùng với cha phó, cùng với anh hùng chủ tịch cũng như tất cả mọi người, chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các em trong ban lễ sinh, quý vị trong ban thường tác viên thánh thể, thường tác viên lời Chúa, và trong ban trật tự viên cũng như là tất cả mọi người, và đặc biệt là không kém phần quan trọng trong phần cảm ơn, đó là các anh chị em từ nhạc công, nhạc cụ tới các anh chị em trong chuyên viên âm thanh và chị ca trưởng cũng như anh Thịnh và anh Huy, và tất cả mọi ca viên đã góp sức, góp thời gian và chọn bài và miệt mài trao chuốt từng tiếng hát để chúng ta có được một đêm vọng hát thánh ca và đêm Giáng sinh tối hôm nay trên cả tuyệt vời. Tất cả đó cùng với con chúng ta cảm ơn ba. Con cũng xin được phép cảm ơn tất cả quý ông bà cố hiện diện trong thánh lễ tối hôm nay, ông bà cố Long, ông bà cố Nhàn, và đặc biệt là song thân của chúng con, là ba má của chúng con, và đặc biệt là đại gia đình của cha Nicholas cùng với ông bà cố và người chị và người em cha Nicholas ở giữa. Cho nên là con xin mời ba má của con và cùng với ông bà cố và chị cố em cố đứng lên chào mừng. Cảm ơn.
Và sau cùng chúng ta một lần nữa tạ ơn Chúa, và chúng ta nói một câu thương thương mà con thường nói trong lời tiếng Anh: God loves you and so do I. Kính thưa quý cụ và anh chị em thân mến, 10 năm trước, 2007, trong dịp Giáng sinh này, trong cái gara của ông nhà bà cố cha Bảo, con và cha Bảo ngồi nói chuyện với nhau cũng hơi lâu, và đó chính là lúc mà con quyết định con đi tu, nghĩa là Giáng sinh 10 năm trước. Thì cũng một lần đó chúng ta cảm ơn Chúa và cảm ơn Bố. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin ông bà anh chị em khởi động lại nhé. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vĩnh viễn và vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Amen. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các cộng đồng niềm vui trọng đại con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Amen. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết trời với đất. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được tham dự với phần hội thánh trên trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.